Bố mẹ ca nương trẻ nhất Việt Nam không thể về đám tang con gái, mỗi ngày chia sẻ một câu chuyện trên mạng xã hội khiến ai cũng xót xa. Cảm ơn con đã có mặt trong cuộc đời của cha mẹ, để cha mẹ được làm cha mẹ, một cái vai vô cùng tuyệt vời và mang lại rất nhiều cảm giác thú vị, hạnh phúc. Cảm ơn con đã hiến tặng cho cha mẹ những nụ cười, những ánh mắt hồn nhiên trong trẻo. Lễ tang của ca nương Tú Thanh vừa qua được gia đình lo chu toàn. Vì mưu sinh ở nơi xứ người nên bố mẹ ca nương gốc Hải Phòng chưa về Việt Nam kịp để nhìn con lần cuối, khiến ai cũng đau lòng, trong khi chị gái Tú Thanh vẫn đang nằm bệnh viện, chưa rõ tin dữ về em. Sau gần một tuần Tú Thanh ra đi, trên trang cá nhân có thể thấy phụ huynh của cô bé liên tục chia sẻ những hình ảnh về Tú Thanh. Chị Thanh Huế nghẹn ngào nhớ lại loạt kỷ niệm bên con, dù ở xa nhưng hai vợ chồng chị luôn đồng hành cùng ca nương Tú Thanh ở cuộc sống đời thường hay đi diễn. Mới đây, trên Facebook cá nhân chị xót xa chia sẻ đoạn clip lúc Tú Thanh 5 tuổi đi hát, nhìn những khung hình ngây ngô, đáng yêu và giọng ca cao vút khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Con gái ơi, lúc này con 5 tuổi con nhỉ, cái giọng thì ngọng liếu ngọng lo, con biết bài đầu tiên mà con muốn hát tặng sư bà là bài gì không? Mẹ vẫn nhớ như in. Trong chia sẻ khác, chị Thanh Huế cũng mong con gái ra đi thanh thản, bình an. Con gái yêu yên tâm nhé, mẹ luôn bên con. Ngoài ra, một người thân nghẹn ngào chia sẻ hình ảnh của ca nương gốc Hải Phòng sau gần một tuần mất. Yêu con ngay từ khi còn đỏ hỏn, yêu con vì con là con của bố Lộc, mẹ Huế. Yêu con vì con là em bé ngoan, và yêu con chỉ vì con là chính con. Cảm ơn con vì đã chọn chúng ta là gia đình ở trong cõi tạm này. Cảm ơn con vì đã để cô có cơ hội xuất hiện trong tuổi thơ của con. Gia đình mãi bên con, yêu con bằng trời, bằng biển. Cách đây không lâu, do thay đổi công việc nên bố mẹ của Tú Thanh đã quyết định đi xuất khẩu lao động tại Úc. Hai con gái ở nhà đang tuổi ăn tuổi lớn, bố mẹ Tú Thanh đều phải gửi gắm hết cho ông bà nội ngoại, người thân. Tang lễ ca nương nhỏ nhất Việt Nam Tú Thanh được gia đình lo chu toàn vào ngày 2 tháng 7 vừa qua. Anh Phạm Văn Tuấn là bạn gia đình Tú Thanh, cũng là người hỗ trợ công tác tại lễ tang, chia sẻ thời điểm tiễn ca nương nhí, mây kéo đến đổ mưa giông. Anh là người chứng kiến Tú Thanh từ lúc cấp cứu tới lúc đưa bé về nhà. Chị Thanh Huế và chồng cũng gửi lời cảm tạ đến hàng xóm, láng giềng, những người bạn đã giúp gia đình hoàn tất tang lễ của con gái. Được biết, ca nương Tú Thanh còn có tâm nguyện dang dở khiến ai cũng nghẹn ngào. Chia sẻ với truyền thông, mẹ nuôi ca nương Đặng Tú Thanh đau đớn cho biết trước khi hoàn thành khóa tu tập, Tú Thanh sẽ cố gắng tập trung hết mình vào việc học để sau này thực hiện ước mơ, đam mê của mình, đó chính là một giáo viên dạy văn. Tuy nhiên, ước mơ làm cô giáo dạy văn của em mãi mãi không thể thực hiện được. Có thể thấy, ca nương Tú Thanh là người học trò, người con ngoan ngoãn và niềm tự hào của gia đình. Cô Hương cho biết với vai trò lớp trưởng, Tú Thanh là người kết nối cô và các bạn, cùng cô lên kế hoạch cho nhiều hoạt động lớp. Hai cô trò vẫn ấp ủ dự định tổ chức một chuyến du lịch. Để người người an vui.